Hello, xin chào quý cô chú anh chị, em là Milo bán nhà Bình Chánh. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị một dãy nhà 4 căn mà đã bán hết 2 căn ở ngoài, còn 2 căn ở trong. Vị trí nằm tại trục đường Đinh Đức Thiện nối dài cách chợ và trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 chỉ 5 phút di chuyển xe máy. Đường thì bên em đã bê tông hóa 6m nên xe ô tô có thể ra vào thoải mái. Cộng với hệ thống thoát nước, khi mùa mưa tới thì sẽ không ngập lụt. Đây là căn nhà em muốn giới thiệu cho quý cô chú anh chị. Diện tích là 4x16, thiết kế 1 trệt 1 lầu, gồm 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 1 phòng thờ. Sau đây em xin được tiến vào và giới thiệu căn nhà. Nhà này thì thuộc hướng Bắc nên gia chủ đã lắp cho mình là lớp kính 4 cánh, là cửa 4 cánh là cửa nhôm sinh pha và kính cường lực rất là chắc chắn. Gạch bên trong là gạch 4 kính 60cm. Hai bên tường đi cho mình là lớp PVC giả đá 70%. Tầng là tầng dực hợp, chứa đèn lon và đèn chùm chiếu sáng khắp căn nhà. Giữa phòng khách và phòng bếp đã lớp cho mình là một lớp bê tông rất là vững chãi. Tiếp theo em xin được giới thiệu phòng bếp bên trong. Phòng bếp là đi cho mình hình chữ L, lớp cho mình là lớp đá hoa cương rất là vững chãi. Bồn là bồn inox rửa chén 304, nước là rất là mạnh nha quý cô chú anh chị. Cộng thêm cho mình là tủ bếp trên và cửa tủ bếp dưới đi thêm mình là lớp bằng nhôm rất là kiên cố, chống chảy xước và mối. Em xin được giới thiệu phòng ở bên trong. Tiếp theo là phòng ngủ đầu tiên trong căn nhà của phòng 1. Phòng này có diện tích là 10m, rất đi cho mình là hai bên tường đi cho mình là tông màu trắng. Tầng là tầng dực hợp, chứa đèn lon chiếu sáng khắp phòng. Cộng thêm phòng ngủ, rồi cộng thêm cho mình là một cái dây điện để sau này mình lắp tivi rất là tiện lợi nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo em xin được giới thiệu cho quý cô chú anh chị phòng vệ sinh trong căn phòng 1 ở tầng 1 này. Đây là sân sau của căn nhà, rất là đẹp nha quý, rất là tiện lợi nha quý cô chú anh chị. Phòng vệ sinh là có lavabo, bồn rửa mặt, gạch đã ướp lên men từ dưới lên trên. Cộng thêm vòi sen rất là tiện lợi. Nhà này thì bên em đã sang tên công chứng trong ngày, giá thì rất là rẻ. Quý cô chú anh chị xem tới cuối clip em sẽ tiết lộ mức giá của căn nhà này. Tiếp theo em xin được giới thiệu cầu thang của căn nhà này thì đã lớp ướp cho mình lớp gỗ từ dưới lên trên rất là kiên cố. Tầng bậc của cầu thang ướp cho mình lớp đá hoa cương rất là vững chãi. Tiếp theo em xin được giới thiệu tầng bên trên của căn nhà. Tiếp theo em xin được giới thiệu phòng trên tầng 2 của căn nhà, gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh, 1 phòng thờ và 1 ban công nhỏ cho căn nhà. Em xin được giới thiệu phòng đầu tiên, phòng ngủ đầu tiên trong căn nhà. Rất là rộng nha quý cô chú anh chị, rộng tầm 20m2, có thể nói là phòng rộng nhất trong căn nhà này. Cộng thêm cho mình là cửa sổ ra rất là đẹp, rất là thoáng và mát. Tầng vẫn là tầng dực hợp, đưa đi cho mình là đèn lon chiếu sáng. Tiếp theo em xin được giới thiệu cửa là cửa nhôm sinh pha và kính chống mờ, thuận tiện cho việc đồ vợ chồng mới cưới, rất là thuận tiện nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo em xin được giới thiệu phòng tiếp theo trong căn nhà, trong tầng 2 này. Tầng 2 này là có về nhà vệ sinh cũng như ở dưới bên dưới, gồm lavabo, bồn rửa mặt, vòi sen, gạch đã lên men từ dưới lên trên, rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Phòng tiếp theo thuận lợi cho việc con em mới lớn ở một mình. Phòng này thì nhỏ hơn phòng đầu tiên và phòng thứ hai, thuận tiện cho việc con em mới lớn, rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Gạch vẫn là gạch ống kính 60cm, hai bên tường vẫn đi cho mình là tông màu trắng, cộng thêm đèn lon đẹp chiếu sáng khắp phòng rất là đẹp. Cửa vẫn là cửa nhôm sinh pha và kính chống mờ, rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Phòng tiếp theo em xin được giới thiệu, phòng này là phòng thờ cho căn nhà này, rất là đẹp. Nếu gia đình mình đông thì cũng có thể làm phòng ngủ, phòng chứa đồ. Nếu mà gia đình vắng thì có thể dùng làm phòng thờ. Cộng với hệ thống cửa sổ ra, cửa sổ rất là thoáng mát. Và phòng cuối cùng em xin được giới thiệu trên căn nhà này là ban công.
Ban công thì quý cô chú anh chị cũng thấy là ban công là rất là vững chãi. Hai lớp bê tông và một cái hàng rào cho việc an toàn. Dân cư thì ở đây đã đông đúc, nhà thì đấy mọc lên như nấm. Quý cô chú anh chị cũng thấy đường thì đã là ô tô hóa, bê tông hóa và ô tô ra vào thoải mái. Tiếp theo em xin được kết thúc và báo lại mức giá trong căn nhà này. Vừa rồi em đã giới thiệu cho quý cô chú anh chị tham quan một vòng căn nhà này, một căn nhà diện tích 4 x 16 m², thiết kế một trệt một lầu gồm một phòng khách, một phòng bếp, 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và một phòng thờ. Sổ hồng riêng, sang tên công chứng trong ngày, giá chính xác chỉ là 1,6 tỷ. Nếu quý cô chú anh chị thấy clip này hay thì cho em xin một like, một đăng ký kênh, em xin cảm ơn.